chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp công việc, anh em mới trang cái nhà xem tiếp nha. Có bên đây mình quay cái là xem hai chiếc máy GT155 nha. Đang này là đang sửa đất nha cả nhà. Sửa đất là cào đất từ trên gò này nè. Em xuống Dũng nha. Đó hai con máy. Đất này là đất cái dạng đất dẻo luôn nè, đợi máy tiếng máy chạy không nổi luôn. Lên cửa mấy cái gò xuống mấy cái dũng sâu sâu đó nè. Máy GT155 ha. Tôi đi mất mất khá là mệt ha. Cái này là cũng mới có cào đất nha cái nè, cào giữa dũng nha, chưa chạc nha. Cào xong rồi mới chạc nha cái nè. Đất đâu máy chạy nghe mệt 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 không. Lên đùa thì thành cái nào đùa xuống mấy cái dũng nha. Máy là máy tự chế này nè, máy chế chạy là không có thắng. Bánh là bánh này là bánh 95 này cái nè. Đó, chạy rất là nhẹ nhàng. Anh đang ngồi thành ra rồi về đất đất chơi sao chạy cào theo cào thôi. Nó mới chọn cá thôi nha các bạn. Hai cái máy chạy rất là dữ nha. Đây là cái gần cặp 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 cặp. Cái con máy chạc này hiện tại giờ nó rất là hình thành luôn nè, làm đất rất là đạt.
sớm giờ từ Đà Nẵng đi tới đây đó. Nếu còn cá thì cái đất nó bằng lắm nha các bạn. Tôi mới dựng thầu, dựng thầu mà đất nó dẻo luôn, chạy cái bánh này mới tới tới đó, chạy cái bánh thì nhiếp thì đẹp thôi, không không không, đất không bằng. Quá trời quặng luôn các bạn ơi. Ba cái gặp ngò bờ này hết bị nó cứng ngắc vậy đó. Mình không biết á. Chuyên mô anh cào tôi cũng chết. Nó sớm giờ kè cào tôi chẳng tới đây cái nè. Ghê như cái nhà. Nó bữa nay cái video thì dán là tới đây mình tạm dừng cái nhà. Cái nhà thấy nhớ vào nút kênh nha. Nhớ cho mình một like, một kia, một share, một ký cái nhà. Rồi chào cái nhà.